Thân chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình đến cái quảng trường ở công viên Bắc Hồ ở thành phố Sa Đéc. Các bạn thấy đây là cái khung cảnh rất là hữu tình mà quê hương Sa Đéc mang cái đẹp đến cho đời, và nơi mà được mệnh danh là thành phố hoa ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây các bạn xem, mình sẽ quay cho các bạn kim ngưỡng nha. Biểu tượng hoa hồng, các bạn thấy hoa điểm ở dưới chân của bên trước cái quảng trường rất là nắng quá đẹp. Du khách tới nè các bạn, các bạn thấy không? Đến đây để chiêm ngưỡng du lịch khắp nơi, đâu đâu cũng hoa. Ồ, năm nay là năm nhâm dần, do đó có một gia đình chú cậu bạn ta còn mãi những kỷ niệm đời vui lòng giao khúc ca xuân nhấp ly rượu mừng 2022. Nó lại là mới mình thấy mới làm xong. Toàn là hoa hồng quá, sang trọng quá. Mình phải tổng quan khoảng đây là những cây chậu mai trời sẽ rất là con. Đất trời bao xuân nay đây mắt cười rạng rỡ. Bao xuân hát nghe có lòng hân hoan, người đi lại nhớ cố hương về, người thêm tuổi mới bước thanh thang sáng tươi huy hoàng. Hân hoan hân hoan trong lần rộn ràng, ca vang mùa xuân đẹp mãi, mùa xuân đẹp mãi nụ cười, mùa xuân đường thắm tình thương, mùa xuân rực rỡ ánh dương sáng soi đời ta. Hân hoan hân hoan trong lần rộn ràng, ca vang mùa xuân đẹp mãi, mùa xuân đẹp mãi nụ cười, mùa xuân đường thắm tình thương, mùa xuân rực rỡ anh dương sáng soi đời ta. Sao đấy lên cùng đất trời bao xuân mong sao những cái câu rất hay. Là hay đất trời bao xuân em ơi xuân này đẹp thay, hoài niên đang bướm lá lời tình, con ta nguyện ước mãi chung đôi tươi thắm làn môi. Đất trời hoa hướng dương đêm nay phố phường rộn vui về mặt trời mọc. Đất trời hoa hướng dương gần đây được ưa chuộng lắm các bạn, thích hoa con ta còn mãi những kỷ niệm đời vui rộn rã khúc ca xuân nhấp ly rượu mừng. Những cái mảng trang trí rất là chân quê nè, hay là rơm rơm á các bạn, thơm cái mùi rất là dịu. Đây là bông, cái loại bông này loại bông mới mình cũng chưa biết tên, rất là đẹp. Thắm mãi màu hoa Sa Đéc, đượm mãi tình say. Kính chúc năm mới mạnh khỏe, vượng vượng hạnh phúc thành công các bạn. Này là mới nhất nha, mới xong thấy nhiều người vô mình vô luôn.
Washington, Trường Hồ Chí Minh.